Nhân cách khác của Phương Linh khi không đi hát. Trên sân khấu là thánh cướp hit nhưng ngoài đời chị chính xác là thánh phá chen. Trên sân khấu ngoài đời anh chỉ có em thôi, anh không có vợ. Trời ơi, cưng. Thế có đi về nhà mẹ em với em không? Có. Đi luôn chứ? Đi luôn. Thế hát cho em nghe một bài. Hả? Nói cho anh biết, em có mắt lắm. Cũng không ngu đâu. Em đang rất ngu. Không biết nữa. Không biết nữa. Nhắc đến nữ ca sĩ Phương Linh, chắc hẳn khán giả sẽ nhớ ngay đến chữ thấu đến nức lòng khi cô cover lại ca khúc Anh Cứ Đi Đi của Harry Won trên một sân khấu âm nhạc. Với tư duy âm nhạc hiện đại, được đào tạo thanh nhạc một cách bài bản, chuyên nghiệp cùng màu giọng đẹp, các ca khúc qua giọng hát của Phương Linh nhận được đông đảo sự yêu mến và đón nhận của khán giả. Đặc biệt, các ca khúc khi cô cover lại loạt hit của đồng nghiệp cũng gây sốt vì cực kỳ bắt tai và được khán giả replay nhiều lần. Cũng từ đó mà danh xưng thánh cướp hit của Phương Linh ra đời. Phải nhắc đến ca khúc Anh Cứ Đi Đi của nữ ca sĩ Harry Won. Điểm nhấn nằm trong một câu hát ở phần điệp khúc, Phương Linh đã có cách xử lý khác biệt hơn hẳn so với bản gốc khi cô ngân dung hai chữ thấu đầu nghe thành thở ấu đâu cực kỳ ấn tượng. Bên cạnh đó, bản cover của Phương Linh cũng được nhận xét là cảm xúc và nhiều đoạn xử lý chuyên nghiệp hơn bản gốc. Đến chính chủ là Harry Won sau đó khi hát lại ca khúc của chính mình vẫn bị nhiều khán giả đánh giá là không vượt qua được bản cover của Phương Linh. Các ca khúc của cô em gái ruột Phương Ly cũng được Phương Linh sử dụng triệt để. Không những vậy, những bài hát qua giọng hát của Phương Linh còn được nhiều khán giả nhận xét là ăn đứt Phương Ly. Trong một đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ, khi tổng duyệt cùng ban nhạc và cover ca khúc Anh Là Ngoại Lệ của em gái Phương Ly. Khác với sự hồn nhiên, nhí nhảnh và đầy năng lượng ở ca khúc gốc, Phương Linh mang đến phiên bản nhẹ nhàng, bay bổng và chill hơn. Phương Linh một lần nữa gây ấn tượng bởi lối hát tinh tế, kỹ thuật điêu luyện nhưng vẫn cảm xúc. Để mang lại sự khác biệt, Phương Linh cũng không ngần ngại yêu cầu ban nhạc thay đổi để tạo nên sự mới lạ cho khán giả khi nghe ca khúc. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau giọng ca mùi mẫn ấy chính là một Phương Linh vô cùng thú vị. Trên top cá nhân, Phương Linh thường làm những nội dung đu chen cực kỳ hài hước. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét cô nàng đích thị là một thánh phá chen chính hiệu, vì cũng đu chen như người ta nhưng sao những nội dung của Phương Linh nó lạ lắm. Tỷ nhà mình. Không hài đời không để, chị gồng để ngầu được một lúc là lại lộ bản chất hài hước ra ngay. Nhiều khán giả thắc mắc, trên sân khấu là mỹ nữ an tĩnh sao ngoài đời chị lại hài hước thế này. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.